Nhật ký chư tà số 172, khi Satan hành hạ tâm trí. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ chư tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary No. 172, When Satan Torments the Mind, nghĩa là Nhật ký trừ tà số 172, khi Satan hành hạ tâm trí. Trong bài viết này, Ngài chú ý đến những người Công giáo tự hận chính mình vì những sai lầm trong quá khứ. Giá như tôi ngày xưa đã không làm điều đó, những dằn vặt đối với những chuyện đã trong quá khứ có thể bị ma quỷ trầm trọng hóa khiến chúng ta ngã lòng. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tôi tiếp tục buồn vì có nhiều người bị dày vò tâm trí. Hàng ngày, tôi nhận được những email điên cuồng từ những người đang ở giai đoạn cuối của trí thông minh. Họ đã bị dày vò tinh thần trong nhiều năm và đang mất dần hy vọng. Những ám ảnh tinh thần này thường bắt đầu từ một điểm yếu tâm lý bình thường như lòng tự trọng thấp, suy nghĩ trầm cảm, suy nghĩ đen tối, lo lắng và sợ hãi, thất vọng và tức giận. Tuy nhiên, Satan lợi dụng điểm yếu này của con người và phóng đại nó lên. Lòng tự trọng thấp của chúng ta trở thành lòng căm thù bản thân. Lo lắng của chúng ta trở thành tuyệt vọng. Những suy nghĩ đen tối của chúng ta trở thành ý tưởng tự sát. Những gì đáng lẽ là một bực bội thường thấy hàng ngày, giờ đây trở thành một cuộc khủng hoảng toàn diện. Những thông điệp phỉ báng của Satan đối với chúng ta xoay quanh sáu chủ đề chung. Bạn là một người tồi tệ, không có hy vọng cho bạn, Chúa không quan tâm đến bạn, sự dằn vặt này sẽ không bao giờ kết thúc, bạn đang đi đến địa ngục, bạn nên tự sát. Những ám ảnh ma quỷ này nguy hiểm gấp đôi vì Satan thường có thể che giấu những khiếm khuyết tâm linh của một người. Các cá nhân không nhận ra nguồn gốc của ma quỷ và do đó họ càng tin chắc vào sự khốn khổ vô vọng của mình. Họ có thể chìm sâu hơn vào tuyệt vọng. Tôi không có một phương dược sửa chữa nhanh chóng cho vấn đề này. Tiến triển thực sự là dần dần. Nhưng tôi muốn chuyển đến anh chị em những loại can thiệp mà chúng tôi đang thực hiện trong sứ vụ của mình. Các cá nhân có thể chọn một sự kết hợp giữa những thứ mà họ thấy hữu ích nhất. Hãy nhận ra nguồn gốc thực sự của những dằn vặt về tinh thần của anh chị em. Đúng vậy, anh chị em có những điểm yếu tiềm ẩn về tâm lý khiến anh chị em dễ bị những suy nghĩ tiêu cực này gây ra. Nhưng Satan đang hành hạ anh chị em với những điểm yếu đó. Một khi chúng ta có thể nhận ra hành động của ma quỷ, chúng ta có thể cảm thấy ít đáng trách hơn và ít bị dằn vặt hơn. Hãy để chúng đến và để chúng đi. Nhiều người cảm thấy rất khó để ngăn chặn những ám ảnh tinh thần này. Trên thực tế, ai càng cố gắng ngăn cản chúng, chúng thường trở nên mạnh mẽ hơn. Thay vào đó, tôi không đề nghị phản kháng. Nhưng hãy để chúng đi vào một tai và để chúng đi ra tai kia. Cố gắng không bám vào chúng. Như một vị thánh đã nói khi nhìn thấy Satan ở dưới chân giường của cô ấy. Ồ, chỉ có mình mày thôi à? Hít thở và thư giãn. Cơ thể chúng ta căng thẳng khi chúng ta căng thẳng. Hít thở sâu chậm và dài. Hít vào từ từ. Thở ra từ từ. Thở sâu. Vận động cơ thể bằng cách đi bộ hoặc bất cứ bài tập nào có hiệu quả với anh chị em. Cơ thể thư giãn sẽ giúp tinh thần thoải mái. Đóng cửa đối với quỷ. Satan đang lợi dụng điểm yếu tâm lý. Có những tổn thương và những vết sẹo trong quá khứ đã làm phát sinh điểm yếu này. Hãy tìm cách chữa lành những vết thương tâm linh bên trong, trị liệu tâm lý, cầu nguyện chữa bệnh, hướng dẫn tâm linh, cầu xin tha thứ và các bí tích đều có thể là nguồn chữa bệnh nội tâm. Những lời cầu nguyện giải thoát tập trung vào sự đau khổ cụ thể. Ví dụ, nếu người đó mắc chứng bệnh tự hận bản thân thì hãy thường xuyên nói,
Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi từ bỏ ác linh của lòng tự căm thù và ra lệnh cho nó rời bỏ tôi. Hoặc nếu vấn đề là sự tức giận, nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi từ bỏ ác thần giận dữ và ra lệnh cho nó rời khỏi tôi. Quay về phía Chúa Giêsu liên tục. Thường xuyên sử dụng những lời cầu nguyện ngắn có thể giúp tập trung tâm trí vào Chúa Giêsu. Những lời cầu nguyện tiêu biểu là: Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Hoặc: Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin thương xót kẻ tội lỗi. Hoặc: Lạy Chúa Giêsu, lạy mẹ Maria, hoặc một lời cầu nguyện ngắn khác do chính anh chị em chọn. Dâng nỗi đau khổ của mình cho người khác. Tất cả chúng ta đều có những đau khổ của riêng mình. Một số người có những đau khổ lớn về thể chất. Anh chị em có những đau khổ lớn về tinh thần. Những dằn vặt tinh thần này, khi được trao cho Chúa Giêsu trong đức tin, có thể là nguồn ân sủng cho người khác và cho bạn. Giữ tâm hồn bình an. Anh chị em có những thiếu sót và tan nát tâm can. Anh chị em đang đau khổ. Không sao đâu. Đó chính là lý do tại sao con Thiên Chúa hóa thành nhục thể. Ngài đã chết vì tội lỗi của anh chị em. Anh chị em sẽ không tự cứu mình. Anh chị em sẽ không bao giờ không có đau khổ trong cuộc đời này. Hãy tin cậy vào Chúa Giêsu. Người sẽ cứu anh chị em.